Cái vấn đề về rác thải nhựa ra môi trường bây giờ ấy, hiện tại cũng rất là đang bất cập, bởi vì môi trường thì hiện tại cũng đang bị nóng lên. Giảm thiểu rác thải ra môi trường, bảo vệ môi trường thì nó sẽ không phải là cái trách nhiệm của nhà nước hay chính phủ hay là những cái bên về môi trường, mà ngay chính bản thân mình. Hiện nay thì mình thấy là cái rác thải nhựa đang là cái vấn đề nó hết sức là nhức nhối, và rất nhiều các hiệp hội, tổ chức, ban ngành là đang chung tay để tổ chức thật nhiều cái chương trình nâng cao cái nhận thức của mọi người về rác thải nhựa, cũng như là cái trách nhiệm của mỗi người trong cái việc là hạn chế và phân loại rác thải nhựa để góp phần bảo vệ môi trường chung của chúng ta. Mình nghĩ là chúng ta có thể là một người tiêu dùng, thì chúng ta có thể là tiêu dùng thông thái và bền vững hơn cho môi trường. Mình thấy là ở các nước là đang có rất cái mô hình thuê bao, cái mô hình san sẻ dịch vụ đang rất là phổ biến ở các nước, vì dịch vụ chất lượng dịch vụ thì mọi người cùng được hưởng, và trong khi đó là vẫn có phần bảo vệ môi trường, hạn chế cái lượng rác thải. Vì thế nên là nếu mà có cái mô hình thuê bao tương tự như vậy ở Việt Nam thì mình nghĩ là làm một người trẻ thì chúng mình sẽ là những người tiên phong. Khi mình là một người mẹ thì mình cũng muốn dùng những cái đồ chơi gì mà nó an toàn nhất cho môi trường. Đấy, hạn chế rác thải nhựa nhất có thể. Chị cũng đã mua rất nhiều đồ chơi cho bé ở nhà ấy. Thì thường là bé sẽ chơi một thời gian ngắn, sau đấy là bé chán, bé sẽ không chơi nữa. Thì đồ chơi bỏ đi rất là nhiều tác hại ra môi trường. Sau đó thì chị cũng có nghiên cứu về một số dịch vụ, và chị phát hiện, chị tìm thấy được cái dịch vụ thuê đồ chơi định kỳ ấy rất là có ích, bởi vì bé nhà chị sẽ liên tục được thay mới đồ chơi, mà cái rác thải ra môi trường thì hầu như là không có, bởi vì mình thuê đồ chơi thì bé nhà mình chơi sau là sẽ đến bé khác chơi, cái thời gian sử dụng đồ chơi nó sẽ được lâu dài hơn ấy.